Chelsea liên tiếp hụt hơi, cần sự đổi mới chiến thuật từ Tuchel. Chelsea đang liên tục vấp ngã thời gian qua tại ngoại hạng Anh và điều này cho thấy huấn luyện viên Thomas Tuchel cần phải làm mới đội bóng trước khi quá muộn. Trước Wolves trên sân Molyneux ở vòng 18 Premier League, Chelsea đã chơi một trận tồi tệ dù họ không thua. The Blues bế tắc toàn tập ở khâu tấn công, trong khi hệ thống phòng ngự khá lập bập thay vì chắc chắn như đã từng. Suốt hiệp 1, Chelsea không tạo ra một cơ hội nào đáng chú ý. Không những vậy, họ còn tránh được một bàn thua sau tình huống dứt điểm chuẩn xác của Daniel Podence trong vòng cấm khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Tuy Sen gây bất ngờ với việc tung sau Ni Quyết vào sân, song tất cả không có gì cải thiện. Pha bóng nguy hiểm nhất mà đội khách tạo ra là tình huống thoát xuống dứt điểm bất thành của Kristen Chín 90 phút của Chelsea tại hang ổ của bầy sói rõ ràng trái ngược hoàn toàn với trận hòa 1-1 trước Everton ở vòng 17, khi The Blues xạo ra hàng tá cơ hội. Dù vậy, tự trung lại, Hai màn thể hiện này nói riêng và bộ mặt nói chung của Chelsea trong vài tuần qua là không tốt, khi họ cho thấy sự thiếu kết dính ở một trên ba cuối sân đối phương. Tuy Sen có thể biện minh rằng sở dĩ đội bóng của ông đang đi chệch hướng là do thiếu một loạt trụ cột quan trọng, từ Romelu Lukaku, Kai Havertz, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell cho đến Jorginho. Tuy nhiên, ngay cả khi có gần đủ các hảo thủ, họ chỉ giành hai chiến thắng ở sáu trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Nhìn chung, Tuy vẫn chưa thể kết hợp các mảnh ghép với nhau một cách hoàn hảo mùa này, để rồi giờ đây Chelsea hụt hơi so với Man City và Liverpool. Sơ đồ 3, 4, 2, 1 mà Tuy Sen ưa thích dường như không còn hoạt động ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công, khi số bàn thua của Chelsea gia tăng thời gian qua. Còn hàng công tương đối cùng, hàng tiền vệ ba người có thể là giải pháp hợp lý hơn cho Chelsea thời điểm này, bởi trước của bộ ba Ngolo sau và Mertel đã chơi ấn tượng khi kết hợp với nhau. Bên cạnh hàng thủ và hàng công kém hiệu quả, đôi cánh của Chelsea cũng đang gặp vấn đề với Trisim và Marcus Alonso dường như đã bị bắt bài. Trước Guosa, hai mũi khoan này bị khóa chặt bất chấp bóng liên tục được người ra hai biên. Tuy sen vẫn soạn lại bổn cũ hết tuần này đến tuần khác, nhưng sự hạn chế ngày càng bộc lộ rõ. Trong sang Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola đang rất linh hoạt trong việc bài trí chiến thuật qua từng trận đấu. Guardiola rất chuộng hệ thống 433, nhưng khi cần thay đổi, Ông sẵn sàng cho Man xanh chuyển qua đá sơ đồ 4, 2, 3, 1. Thành quả thấy rõ với việc Joe Citizen đã thắng 8 trận liên tiếp ở ngoài hạng Anh và đang băng băng bứt phá. Đã đến lúc Tuy Sen cần phải đưa ra các thay đổi nhằm giúp Chelsea nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Cách biệt 6 điểm với Man City nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại là một khoảng cách mênh mông khó lòng sang lớp nếu Joe Citizen cứ đá như hiện tại còn Joe Bruce Lee. Tiếp vấp ngã, Tuy Sen phải thật khẩn trương trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng.